Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ gọt vỏ trái đất. Hôm nay mình đang đi đánh máy đến đi san một cái mặt bằng của cái công trình mới đấy các bác ạ. Ở đây là lúc trước thì có một cái gọi là có một máy đến đây để người ta trộn bê tông. Thì đây là cái bãi vật liệu cát sỏi đấy các bác ạ. Đấy, ở phía bên trên cái đầu đỉnh cần kia nó là một cái cuộn dây điện rất là to. Làm thì cái này phải hết sức để ý, hết sức cẩn trọng thôi. Và cái dàn kia mà nó sập xuống thì khả năng là cũng phải đi toi tháng lương đấy các bác ạ. Cũng rất là đau đầu. Bây giờ mình sẽ cào giật ra ngoài này để lấy cái mặt bằng và bù vào cái đường gờ bê tông ở phía ngoài này nhá các bác nhá. Cho cái cần nó hơi rui rui ra để cho nó rộng rãi thoải mái đi. Cho chú chủ nhà chú ý đỡ phải phải lấy cây để chú ý chống cái kia. Trong này thì mình hớt mỏng luôn, ra phía ngoài này thì mình sẽ gọi là làm cho nó dốc ra ngoài mà. Mình sẽ cho nó xuống sâu hơn một chút. Nhưng ở chỗ này thì mình chỉ gọi là săn phẳng như này thôi. Lát nữa thì mình sẽ trần qua cái xích đi, bởi vì ở phía trong này thì mình không không gạt được bằng cái lưng gầu. Anh em đi làm cái mặt bằng này anh em nhớ là để cho cái bệ máy của mình cho nó vuông nha các bác nhá, cho nó bằng ấy, cho nó cân ấy. Không là nó sẽ hay bị nếu mà nó không cân bằng ấy là nó hay bị vênh cái mặt bằng lắm. Đấy, cho nên anh em làm hết sức lưu ý giúp mình. Vì cái bãi này người ta trước người ta để trộn bê tông cho nên sỏi thì nên rất là to ở đây. Dạ? Cái bơm kia lắp ở đây vừa không? Cái gì cơ? Bơm cào kia lắp ở đây vừa không? Không vừa đâu, cái này 5 răng mà. Không vừa. Ở kia nó có một cái răng gầu của cái máy 50. Nhưng mà cái máy đó là nó có 4 răng nữa các bác ạ. Cái máy của mình là máy 5 răng. Nên là lắp vào nó không được. Gạt vào nhá. Nó thấp thì cho nó cân đối lại. Sáp vào cái này hình như ngày trước nó là cái lọ sắn hay sao các bác. À cái bệ để người ta làm cái bột sắn, tinh bột sắn á. Mình thấy nó rất là giống. Này cứ cào hết một lượt đi nhá. Mấy hôm nữa nếu như mà có điều kiện thì mình sẽ mua thêm một cái gọi là GoPro, à không, cái Instagram 360. Cái máy quay 360 thì nó sẽ có cái toàn cảnh với công trình của mình. Thì trong cái lúc mình làm này mình sẽ quay nó, đặt nó ở phía đằng trước kia và cho nó quay toàn cảnh cái công trình này. Làm đến đâu thì sẽ quay ra đến đó cho các bác xem, cho các bác thấy được nhiều cảnh hơn. Nếu mà quay một cái máy mà nó cũng y như kiểu cái con GoPro này ấy, thì là nó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà có một con 360 ấy, thì nó cái view của nó sẽ rất là khác và rất là đẹp luôn. Đó. Chỗ này thì sau này là các chú ấy để làm cái bãi để ủ cỏ cho bò cho dê đó các bác, cho nên là không cần thiết là phải bỏ hết cái sỏi này đi, chứ còn nếu như mà để mà làm vườn làm ấy là phải bỏ hết sỏi đi đấy. Này nó hơi ấy một tí này. Ok, mình sẽ lùi lại nhá. Lùi lại để mình cào thêm cái này một chút này. Đấy, cứ giật hết về đằng trong này. Nếu như lúc nào nó đầy đủ rồi thì mình sẽ múc gầu và mình sẽ
múc ra phía đằng sau này, nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa đủ. Cái hòn đá to này thì mình sẽ đặt sang bên này để lát nữa mình cho nó xuống cái hố ở phía đằng xa xa kia nhá. Lát nữa mình sẽ bắn máy sang đó. Nhưng bây giờ thì cào đây đó. Các bạn chờ em một chút để em bấm cái điện thoại có tí việc các bác nhé. Mát dịu này làm nó cũng thoải mái hơn. Mọi hôm mình quay video vào lúc buổi trưa nó nóng lắm. Nóng mà nhiều khi nó rất là oi. Nó chói cái camera các bạn, bởi vì cái kính của mình kia nó cũng không được là trong cho lắm. Đây, cái này thì mình sẽ múc qua lại để mình bù thêm vào những cái đường này đi nhá. Đây, mình sàn hết ra để cho nó gọi là cao hơn cái đường đi để đi lại cho dễ đấy. Đoạn này nó cua khá là nhiều cho nên là mình sẽ dồn về đằng sau đi. Về anh em nhé. Ở ngoài này thì nó có một cái rãnh mương nữa cơ. Đây là mình cũng rất là dễ để mình có thể xử lý được cái sỏi này. Cái đường này mình thấy là cũng không được dày cho lắm. Okay, mình sẽ bắn máy sang cái phía bên này đi nhá. Bắn sang đây để đứng ở đây. Đó, mình gạt cái này ra vào cái đường đi. Để nó cân đối này. Vừa rồi thì mình vừa mới gọi bạn chủ máy của mình để đánh ô tô ra để chuyển máy rồi các bác ạ. Ngày mai thì mình lại có một cái video ở công trình khác. Anh em xem nhiều khi thông cảm thôi, mình cũng không thể là đăng được cái video sát với lại thực tế. Cho nên là nhiều khi là mình cứ quay về xong rồi lúc nào mình rảnh hoặc là mình có thời gian mình mới là edit được ấy. Có những hôm mình ra 2-3 video nhưng có những hôm thì bận quá chỉ ra được có mỗi một video. Nên anh em không cả. Các bạn sát là em tưởng rồi đi nhá. Cái bể đó mà nó sứt nó vỡ ra là cũng rất là mệt đấy. Bởi vì là nó đã lâu năm rồi.
nó không còn mới nữa. Đây, cái hòn đá này mình sẽ múc để cho ra đằng sau nhé. Không múc được hòn đá đó vì nó nhẹ và nó lăn. San cho nó tương đối ra nhanh em nhé. Đầu trong này nó hơi cao hơn này. Lên một chút nữa. Nó cân lên sau này các bác ấy đi ô tô hay là công nông ở đây thì sẽ dễ này. Các bác ấy ở đây thì chở cỏ rất là nhiều luôn. Ra một chút nữa. Chờ mình có điện thoại tí các bác nhá. Alo. Xong chưa? Sắp xong. Chưa xong đâu. Sao? Cứ lấy đi gửi vào tôi, gửi vào nhà ai, gần nhà ai để đấy, sáng mai anh em ra được sớm được. Anh lại đánh ra chỗ nhà ông ấy rồi mà, vẫn để nhà đây được mà. Đánh không thể đánh, không thể đánh được. Sáng mai anh em chuyển sớm mình lên điện lên đi, mình lại tối tối rồi mờ đi chuyển định bố mình chứ. Sáng mai chuyển đi ra nhà luôn. Ok. Quay lại với video cho coi nhá. Chủ máy mình vừa mới gọi là để chuyển máy nhưng mà do là không kịp. Bây giờ thời tiết nó tối với lại dây điện nhiều. Bây giờ mà mình sửa là cũng không à, chuyển là cũng hơi bị tối, dây điện nó hơi nhiều một chút nên là để sáng mai chuyển sớm các bạn. Đấy, bù vào cái góc đó nhé. Nhiều này. Vâng. Chỗ đoạn ngoài này hơi cao này. Mình ủi nhưng mà nó không xuống được hết, không đi ra được hết. Để lê thêm một ít nữa các bạn nhé. Thank you.
chỗ luôn đó. Đây thì mình cũng rồi xuống đó. Cái này thì cứ kéo xuống. Xuống dưới để trộn xuống dưới nhá. Cái này mình sẽ cào vớt vào này, cào thêm vào này. Thì nó thoai thoải thôi, bởi vì cái này thì người ta mình thấy là cũng không làm cái gì. Sau này chắc là người ta để làm cái lán để ủ cỏ vào đây. Bởi vì là mình thấy là chuẩn bị là nuôi thêm dê thì là người ta chuẩn bị rất là nhiều cỏ cũng như là rất là nhiều những cái bãi nó sạch quá, bãi nó trống á. Để người ta làm cái bãi ủ. Ủ vào những cái bao rất là to. Cái này nó tương đối rồi anh em nhé. Lại đây để kéo cái này về. Đây cái chỗ này đằng này thì là nó ổn rồi này. Nốt một cái ít cái đoạn này nữa. Cái đoạn đằng kia nó có cái cát kia thì là do là cái đất trước người ta đổ xuống ấy, người ta không san phẳng nên là nó cứ gồ ghề. Trên bởi vì cái chỗ này nó còn lún mà. Và bớt nó lên trên này đi. Lên nhá. Đợi lại một chút nữa anh em nhé. Thêm một ít đất ở chỗ này bù vào nha các bác nhá, hơi bị thiếu một chút, chỗ này nó hơi cao này, bù một ít đi để bù vào là ok.
ấy ra xong à, lúc sau này xe cộ nó đi nó trần qua đây là ok. Bây giờ tối như này thì mình không trần được, chắc phải để mai thôi. Sáng mai mình có thể là mình ra sớm để mình trần cho chú ấy, hoặc là sau này là xe chở cỏ ấy, xe sẽ công nông hoặc là xe ba khác ấy, người ta đi lại nhiều thì nó cũng sẽ nét xuống. Mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo nhé. Thân mến chào tạm biệt. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến các bác bên dưới cái video này. Và xin thân mến chào các bác nhé. Đầu dưới này nó hơi thiếu này. Cho nó một đường mỏng mỏng xuống để cho nó bù và cho nó đỡ bị thiếu. Chỗ này thì nó cân đối rồi đấy, nhưng mà bù được thêm một ít nữa thì là tốt nhất. Đấy, kéo từ đây lại một ít nhé. Cái thì kệ nó rồi, vì nó cũng gồ ghề rồi. Đấy, cái chỗ này đằng nào nước nó cũng thoát xuống dưới ấy. Mình làm cao ở ngoài này đi thì cái máy nước nó chảy ở cái máy thì nó cũng đỡ này. Còn đây, lắp nốt cái lỗ này nữa là thôi. Xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Ngày mai thì mình sẽ chuyển máy xúc, thì mình sẽ làm một cái video về chuyển máy xúc cho anh em nữa. Lâu rồi cũng chưa làm cái video để mình chuyển máy xúc. Ok, xin thân mến chào tạm biệt. Ngày mai mình sẽ làm video chuyển máy xúc. Ok anh em.